Hôm nay tôi sẽ tiết lộ mọi người một chủ đề rất là mới. Để em đoán nha, kiếm hiệp hả? Kiếm hiệp hả? Tại em đoán mà, thì em muốn nói thì em nói đoán dính không người của em chứ. Em đoán thì em phải suy nghĩ chứ em đâu có nói đại được đâu. Một chủ đề cũng liên quan đến kiếm hiệp như thế, nhưng mà nó được quy tụ lại và được gọi chung một cái tên, là chính là siếc. Đúng không? Kiếm hiệp này, xong rồi tung hứng các thứ. Tung hứng không đánh nhau đâu mà kiếm hiệp. Ok. Anh này cứ để anh phải nói lại anh. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là về xin ảnh. Wow, đó cầm đúng luôn. Ôi, thôi. Đứng dậy hết đi, không có gì đâu. Wow. Anh làm màu xíu thôi đó mà. Ủa? Hello, 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 hello. Em mới nói bữa nay là chủ đề phim ảnh đúng không? Cho nên anh vô đây anh phải xuất hiện một cách rất là hoành tráng. Anh cosplay theo cái thần tượng của anh. Wow. Anh hỏi em lại xem cái hành động của anh vừa rồi là như nào nào. Bông tấn Mỹ. Ủa ơi, biết tiểu long hả? Ủa ơi, cái gì mà sao cầm súng không, không, ăn hamburger cái, cái khúc này là cắn cái chém lưu đạn, lưu đạn. Mà lỡ cái cắn cái gãy cái răng mất. Bây giờ phải rút ra cắn lại nè. Đây là chưa biết chi nhân vật thần tượng của anh. Ai, một diễn viên rất nổi tiếng của Hollywood. Ồ, Hollywood không phải là nhân vật đây chính là Dâm Bông. Dâm Bông. Khoan, từ từ. Món ăn anh. Em xin lỗi idol, em xin lỗi idol. Chém bông. À, chém bông. À, dạ, chém bông. Đó, thì thấy mấy đứa thấy anh có ngầu không? Dạ, cũng ngầu đó. À, anh vừa giới thiệu thần tượng của anh rồi. Đây, tụi em cũng có những bộ phim riêng của tụi em. Đây, tụi em sẽ trình diễn cho anh. Ồ, hay đó, ok, hợp lý. Hana, bộ phim của Hana sẽ là? Nói chung là mình cũng phải làm những cái bộ phim gì mà nó kinh điển, nó nổi tiếng đúng không? Đúng rồi. Thì mình mới đoán được. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ làm vài nét cho mọi người coi nha. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Wow. Phim gì mọi người? Em muốn coi luôn. Phim gì? Jingle bell rock. Phim ước gì nó chỉ hát thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhớ nó. Bộ phim nó tên gì nha? 2, 3, Mean Girl. Correct. Rồi, một bộ phim rất là kinh điển. Tiếp theo. Rồi, em Út. Thì nãy giờ em cũng đang nghĩ ra một bộ phim mà cũng kiểu rất là nổi tiếng luôn. Mọi người coi thử nha. Wingardium Abraham Lincoln. Ủa? Wingardium. Ôi, không quen. Đây là một câu thần chú cho một bộ đâu phim. Đâu có đâu, cái đó là tên bóng Mỹ mà anh. Tên bóng Mỹ mà anh. Vậy thì liên quan gì mà em nhét Lincoln vô? Tại vì tự nhiên trong phút chốc trong não em nó xuất hiện cái gì đó nó thân thuộc á anh. Cái này thần tượng nó Mỹ lắm nè. Vậy là bộ phim của em là Harry Potter. Bộ phim tiếp theo mà em muốn giới thiệu với mọi người là một bộ phim Việt Nam. Lấy biết bao nhiêu nước mắt của nhiều người. Nhìn là biết rồi, hai này màu gì em ơi? Màu vàng. Màu vàng, chính xác. Hai này màu vàng. 100 ngày bên em. Liên quan gì khúc nào? 100 hoa. 100 hoa. Cỏ xanh. Đây là bộ phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Em đã chọn được bộ phim này từ đầu. Năm nay em cũng có ấn tượng một cái phim mà kiểu em vừa xem xong một phát em ra xanh bị nhiễm luôn. Cho nên mình diễn một tí xíu nha. Và không để cho anh Phương Nam phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến vòng đầu tiên được mang tên Nghe Nam Đáp Lệ. Luật chơi của cái vòng này cũng rất là dễ thôi anh. Anh không phải làm gì nhiều à? Chỉ có việc là đứng lên đó, bấm cái chuông, trả lời tên bài hát là xong. À, là mình nghe. Nhưng có vài lưu ý. DJ của em sẽ phát 15 bài hát ngô hứng, nhưng mà là nhạc phim. Nhạc phim. Đúng. Và anh phải đợi tiếng đếm của em hoặc là DJ đến 1, 2, 3 hoặc là 3, 2, 1 mới được bấm. Và đây là vòng thi cá nhân. Anh phải lên và bấm chuông, phải trả lời được tên bài hát, cũng như trả lời được tên phim của bài hát đó. Oai,
Vừa tên khó phim vậy? Vừa tên bài hát. Ủa, mới gọi là challenge. Ok. Anh đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Xin mời DJ Hannah. Bài đầu tiên là một cái bài mà rất là nổi tiếng nha mọi người nha. Trời ơi, em mới xem phim này xong. Lên đi mọi người á. Em không biết tên bài hát. Em biết Queen, em biết Queen. Ngồi xuống mọi người, mình tỉnh. Ngồi xuống, ngồi xuống. Sao đây gần người ta? Bài hát. Bài hát. Anh em mời tên Hannah không chơi cái trò. Ủa sao vậy? Sao tới đó? 1, 2, 3. Xin mời Winner. Bài này là bài Bỗng Dưng Muốn Khóc trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc. Chính xác. Hồi xưa em xem cái phim này nha, em toàn kiểu cứ đến giờ mà kiểu chiếu em bắt đầu gọi cả nhà ơi mà xem phim Tự Dưng Muốn Khóc. Anh ạ, từ đây đến đây mới quay lại xong. À đúng rồi, bộ phim này một thời ký ức. Đúng rồi. Nhưng mà bộ phim này nó khác với bộ phim Joker nha. Khác hơn nhiều. Ok. Joker nó toàn cười không ạ. Đây cũng lại là một bộ phim rất là nổi tiếng. Em nhớ tên phim lại không nhớ tên bài hát. Oai, tại sao mình lại 1, 2, 3. Đây là bài hát Chờ Người Nơi Ấy trong một phim Mỹ Nhân Kế. Chính xác. Hay quá. Đời em cánh hoa tàn. Hay quá. Đó mọi người. Cánh hoa tàn. Người hát quá. Biết rồi, biết rồi. 3, 2, 1. Nhanh quá. Chị nhanh á. Đây là bài hát Cánh Hoa Tàn trong bộ phim Mẹ Chồng. Chính xác. Bài tiếp theo mà mọi người không biết nữa là không chơi nha. Đây là bài hát Da Trắng Vỗ Bì Bạch trong bộ phim Trạng Quỳnh do nhóm nam của B338 trình bày. Bạn bè em á xem phim này xong khen bài hát nó hay. Trời ơi, tất nhiên người hát đẹp trai nó phải hay. Đẹp trai nó phải hay. Hình như anh chưa trả lời được cái nào đúng. Dạ không sao anh, trời ơi, chuyện bình thường mà. Bài này anh sẽ trả lời được, hãy tin em. Tình là những bên bờ mộng mơ. Rồi, bây giờ khoan, anh nghe bài này anh biết bài gì chưa? Chưa biết luôn. Anh có coi phim Tháng Năm Rực Rỡ chưa? Có rồi, đúng rồi. Của bác Nguyễn Quang Dũng coi rồi. Dạ. Mà không nhớ tên bài. Không nhớ tên bài. Trời ơi. Ok, vậy là phải nhường người cho bạn khác. 1, 2, 3. Xin mời Kira. Đây là bài Kim ơi trong phim Những Tháng Năm Rực Rỡ. Sai. Kim ơi trong Tháng Năm Rực Rỡ. Đúng rồi. Không có nhẫn đó. Ừ. Thử thách tiếp theo. Em hiểu rồi. Em hiểu rồi, mời. Ủa đây bài bếp. Người có lỗi với anh là em. Ủa? Không phải là nó. Ta sẽ sao. Người bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao. Tộc tức ạ. Bài hát này là một bài hát em cực kỳ thích. Cực kỳ thích luôn ấy. Thực sự cực kỳ thích luôn. Bài hát này là bài Mình Chia Tay Đi trong phim Cô Lại Vợ Bầu. Đúng rồi. Anh biết cái vấn đề cực kỳ thích của em rồi. Nhưng mà quan trọng là sao em cái cực kỳ thích mà chia tay đi hoài vậy? Chuyện gì của em có vấn đề hả? Không, tại em thích thôi. Tại nó hay. Nó cực kỳ thích 4 lần. Anh ơi, mình chưa có điểm á. Sao vui là chính mày. Mình nghe tập trung đi. Mình đi được nửa list nữa anh, mà anh mà không điểm là anh làm lập kỷ lục chương trình luôn. Lập kỷ lục chương trình luôn. Khách mời đầu tiên không có điểm á. Đâu phải ai được nhầm đâu. Câu tiếp theo. Một, hai, ba. Mấy đứa nhỏ lắm. Mấy đứa còn nhỏ lắm. Mấy đứa chưa trải sự đời đâu. Đây để anh nói cho mà nghe. Cái thể loại phim này là chỉ có anh và những người lớn tuổi coi thôi. Bài hát Hương Phù Sa trong bộ phim cùng tên. Có điểm rồi mấy đứa ơi. Chơi rồi, chơi tiếp đi. Câu tiếp theo. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân. Bài này thật sự hay á.
đời khiến anh chẳng còn nhiều lưu lưu em mong lòng. Để anh nói cho mấy đứa nghe. Mấy đứa còn nhỏ lắm, chưa có trải sự đời đâu. Đây, để anh người lớn nói cho. Cái bài này là của idol anh, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Biết rồi đó. Ca sĩ Bùi Thu Hương. Biết rồi, Bùi Lan Hương. À, Bùi Lan Hương. Ca khúc Ngày Chưa Giông Bão, bộ phim Người Bất Tử. Đạo diễn Victor Vũ. Tiếp theo là một cái khúc mà chị nghĩ là chị mong là Mon sẽ biết. Đây là bài Shit gì ra. Shit gì á? Khẽ thôi. 3, 2, 1. Chỉ hai ta biết thôi á. Bài này là bài Chỉ Hai Ta Biết. Chính xác. Sai. Ủa, có chữ shit mà. Sai. Hai ta biết thôi. Sai. Chỉ hai biết. Đây là bài Shit Hai Ta Biết Thôi trong một phim Việt Nam. Chỉ hai ta hả? Sai. Chỉ còn một lượt thôi nha. Ủa? Ta biết thôi. Đúng rồi mà. Chỉ biết thôi. Chỉ hai ta biết thôi. Shit hai ta biết thôi. Dư một chữ kìa, từ từ. Hai ta biết. Shit hai ta biết thôi trong một phim. Sai. Ít. Giờ kết thúc rồi đó. Nó là chỉ ta biết thôi. Trời ơi, vừa nói xong luôn á. Tiếp theo. Đúng không? Của Ai Chết Giơ Tay. Ê, được không? Được không? Bài này dễ lắm. Được không? Mình yêu nhau từ kiếp nào? Sai. Ủa, hiểu. Phải hả? À, thừa. Đây là bài Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào của phim Ai Chết Giơ Tay. Chính xác. Được, tiếp theo. Đây là bài. Đây là chưa? Quá chưa hả? Đến đâu? Cho mọi người nghe thêm chút nào. Rồi trả lời đi em. Bài này là bài We Run The World trong một phim Trường Học Bá Vương. Đấy. Đây gọi là đó là một kế hoạch đấy. Và đó cũng là ca khúc cuối cùng của list nhạc ngày hôm nay. Chúc mừng. Bây giờ anh sẽ tổng điểm. Anh nghĩ là anh biết là cái vị trí của anh ở đâu rồi. Thì bây giờ anh trả lời được mấy câu anh tự biết bản thân mình chứ em. Đâu cần phải công bố nữa đâu. Ok, người đang giữ vị trí cao nhất với 5 điểm đó chính là cô bé áo trắng Việt Thi. Xin chúc mừng. Có hai người đang giữ vị trí số 2 với tổng điểm là 3. Đó chính là Kira Kira và Winner. Anh ơi, ngẩn mặt anh ơi. Bây giờ em nói đi, nói tới anh đi. Người đang giữ vị trí cuối cùng ạ. Với tổng điểm 12 thôi. Là anh Phương Nam. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi, em nghĩ là để cho anh chọn chứ không thì nãy em thấy thiệt quá. Không được nha, bây giờ ai cao điểm nhất là một đội, ai thấp điểm nhất là một đội nha. Nhưng mà tội anh cũng không. Không được, đúng rồi. Nói lại chứ nãy giờ chị em để ý anh là em thấy anh nhường đúng không? Em thấy em biết là anh biết nhưng mà anh đúng nhường. Rồi em biết là em biết mà. Nhưng mà anh nhường thôi đúng không anh? Em biết. Nhiều đứa biết cũng y mấy chuyện nói ra người ta biết hết. Anh nhường thôi đó. Không, nhưng mà em biết là anh biết sau khi mà câu trả lời của mọi người trả lời đúng đó. Ai cũng biết, không phải mình anh biết. Thôi bây giờ em sẽ cho anh được quyền. Mặc dù là anh cũng không phải là một khách mời xuất sắc. Đây. Khách mời xuất sắc. Như một cái tác luôn em. Nó cáo thẳng luôn á. Tiếp đi, em nói tiếp đi. Em tác bên này cho nó đều luôn đi em. Tiếp đi. Không phải khách mời xuất sắc trong cái phần này thôi. Nhưng em tin là phần sau anh sẽ nổi trội hơn và sẽ bứt phá. Em nói cái khúc đó cho nên liêm sĩ đánh tiền. Chứ không nó đi mất tiêu. Thôi thì em sẽ cho một đặc quyền là sẽ được chọn người. Em hiểu anh đúng không? Anh chọn em. Anh chọn em. Rồi, xin mời Winner và Hannah Kira về một đội. Ôi, ok. Đỉnh hả?